Vâng, trước mặt toàn thể anh chị em là một cặp loa tới từ nước Mỹ, một cái thương hiệu cũng rất là xa lạ với anh em chơi âm thanh. Chính vì một cái thương hiệu xa lạ nên thành ra một cặp loa rất là to, rất là hay, nhưng mà giá thành thì rất là hợp lý. Em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể về cặp loa. Đây là cặp loa có thương hiệu là Cry, dòng series 5000, model của nó hình như là 5706A đấy. Thương hiệu Cry nhiều khi là cũng không có thương hiệu tên tuổi lắm, nên thành ra là giá thành với cặp loa này cũng rất là hợp lý cho anh em chơi. Đây là một cặp loa cũng rất là gấu, sở hữu cấu hình bass 30, màng giấy. Anh chị em nhìn màng này giống, rất là giống màng của sử dụng của loa và màng của bọn những loa Antech và hoặc là Jensen đấy. Electro Voice màng đấy, sở hữu một cấu hình bass 30 màng giấy, gân mút và một tép giấy và một chung giấy. Thiết kế trên bề mặt thì có cái lỗ thông hơi trước mặt, đồng thời cũng có cái hai vấn tinh chỉnh giải trung và giải cao. Cặp loa rất là cao to, vỏ xi vân gỗ còn rất là vuông thùng sắc cạnh, anh chị em xem rất là cao to, tiếng rất là hay, tiếng tiếng đặc biệt là hay anh chị em ạ. Vì cái thương hiệu nó không có thương hiệu nên là giá thành nó cũng rẻ hợp lý. Đây là cái lớp nhôm màu đen Cry Series 5000. Loa còn rất là đẹp, đầy đủ vuông thùng sắc cạnh. Cặp loa rất là cao to lực lưỡng và rất là nặng. Này anh, đây bây giờ em đo đo cái kích cỡ cho anh chị em. Cặp loa có chiều sâu nó rơi vào 37 cm, chiều ngang nó rơi vào 49 cm và chiều cao 69-70 cm. Cân nặng chắc là gần gần 40 cân một thùng, trên 30 cân một thùng. Loa nghe bass rất là mềm sâu, chung giấy này phải 10-12, nghe rất là sáng rõ lời. Tép giấy hai bên bass đẹp như nhau. Dòng loa này đặc biệt là rất nhẹ đánh âm ly công suất nhỏ cũng thoải mái luôn anh chị em ạ. Các âm ly công suất nhỏ, xuất âm tụ hoặc là biến tế đảo khoa. Đặc biệt cặp này rất dễ ghép âm ly, chất âm bấp là lượt. Đây em quay hình ảnh rất là vuông thùng sắc cạnh. Đây cặp loa tem, thông số made in USA Cry, đầy đủ tem. Đây loa Cry model 5706A, 3 đường tiếng, trở kháng 8 ohm, công suất thì 50W với một bát 12 chung tép made in USA. Thương hiệu này cũng khá xa lạ với anh em chơi âm thanh nên thành ra là bọn em nhập cặp loa này giá cũng tốt nên để cho anh em chơi cũng tốt. Hôm nay bày biện cũng
rất là ok. Đấy, thì rất là cao to. Với cặp loa Cry series 5000, bên shop em hiện nay đang bán ra với cái giá là 13.500.000. 13.500.000 cho một cặp loa tới từ Mỹ. Loa em cam kết nguyên zin 100%. Loa còn đầy đủ cái căng rất là nặng. Căng gỗ rất là nặng. Căng rất liền lạc là không có bị thủng bị rách. Đây tem seri đầy đủ. Cry seri 5000. Một cặp loa rất là hay. Rất là to. Bày rất là hoành tráng và giá thì rất là hợp lý. Đây, em cũng xin thông báo lại cái giá là 13.500.000. Anh chị em có nhu cầu có thể alo cho em theo số 0904997890. Cần những hình ảnh chi tiết cụ thể thì em có thể gửi qua Zalo hoặc Messenger. Anh chị em ở Hà Nội thì có thể qua địa chỉ 15 Phố Hồ Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, ngay 35-37 Tôn Đức Thắng là Phố Hồ Giám. Và để tiếp theo đây thì mời toàn thể anh chị em chúng ta cùng thưởng thức cặp loa Hello Hot. Một lời thương mến đợi nhau.
xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh Kết Âm Thanh của Boombox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại.